Cổ lực Na Trác bị chỉ trích là kẻ thứ ba, mỹ nữ Tân Cương, cổ lực Na Trác bị gọi là Tiểu Tam, xen vào chuyện tình của hai diễn viên từ khai Xính, Trương Thiên Ái, thông tin rộ lên hôm 25 tháng 8 và trở thành chủ đề áp đảo trên mạng xã hội. Theo trang 163, từ khai Xính gần đây thường xuyên qua lại nhà của cổ lực Na Trác, hôm sinh nhật anh ngày 8 tháng 8, nam diễn viên đến đây chơi từ tối, các tay săn ảnh, phục kích bên ngoài tới 1 giờ sáng hôm sau vẫn chưa thấy khai sinh rời đi. Trong thời gian quay phim luyến luyến hồng trần từ tháng 4 đến tháng 7, cổ lực na trác và từ khai sính thường có biểu hiện thân mật ngay cả khi không diễn xuất nếu không phải từ khai sính là hoa đã có chủ nhiều người sẽ tin họ là một cặp tình nhân trang 163 bình luận sau khi phim đóng máy hai ngôi sao được cho là cúng quyết không rời họ ngồi cùng chuyến bay tới bắc kinh và về thẳng căn hộ của na trác ở đây vì thời gian đó từ khai sính vẫn trong mối quan hệ tình cảm với trương thiên ái cổ lực na trác bị chỉ trích là kẻ thứ ba dành người yêu của đồng nghiệp hôm 24 tháng 8, người quản lý của Trương Thiên Ái đăng bài về tra nam, trai đểu Bad Boy được cho là hàm ý nói xấu Từ Khai Sính. Tối ngày 25 tháng 8, giữa lúc sự việc ồn ào, Trương Thiên Ái đăng tải đoạn ghi âm một cuộc đối thoại giữa cô và Từ Khai Sính, đính kèm chú thích: "Ngựa quen đường cũ, hy vọng các cô gái sáng mắt ra". Trong đoạn ghi âm, Từ Khai Sính thừa nhận làm bậy lúc say, qua đêm với một cô gái khác tại buổi tụ tập ở nhà một người bạn, anh xin lỗi Trương Thiên Ái và mong được ở bên cô với lý do: "Chỉ có em mới làm anh không phạm lỗi". Điều gây bất ngờ cho khán giả là cổ lực Na Trác chia sẻ bài đăng của Trương Thiên Ái về trang cá nhân. Cô viết, tôi không dám tin anh là kẻ lừa gạt. Nhờ đoạn ghi âm này, tôi mới biết anh là hạng người gì. Cô khẳng định bản thân không phải tiểu tam, dù trước đây, bây giờ hay sau này. Cô cho biết phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong một ngày qua. Tuy nhiên, người đẹp gốc Tân Cương không giải thích rõ hơn mối quan hệ giữa cô và từ khai sinh. Trước đây, khi yêu diễn viên Trương Hàn, Na Trác cũng bị tố là kẻ thứ ba. Cổ lực Na Trác sinh năm 1992, là một trong những nhan sắc tân cương của showbiz Trung Quốc. Cô từng đóng các phim Võ Thần Triệu Tử Long, Trạch Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em, Đại Sư Chia Tay, cùng lúc cổ lực Na Trác bị tố phá hoại mối tình của Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính. Một tài khoản tự nhận là fan ruột của Từ Khai Sính cho hay, anh hẹn hò Trương Thiên Ái từ lúc chưa chấm dứt với người yêu cũ, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái nên duyên nhờ phim ảnh. Lâu nay, họ yêu kín đáo nhưng không cố ý giấu giếm, khi bị bắt gặp đi chung, Thiên Ái còn vui vẻ chào hỏi phóng viên. Mấy tháng vừa rồi, khi cô tham gia show tỷ tỷ đạp gió trẻ sống, từ khai Xính công khai cổ vũ, thu hút sự chú ý cho cô, trong đoạn ghi âm, cặp sao nhắc tới thỏa thuận không công khai yêu nhau. Theo đó, lý do được đưa ra ban đầu là do từ khai xính sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Thực tế, anh lăng nhăng trong lúc yêu trương thiên ái, chuyện tình của họ kết thúc hồi tháng 6. Từ khai xính sinh năm 1990, từng đóng các phim học châu phu nhân, kế hoạch nguồn nhịp tim, nữ hoàng hot Sức, quy khứ lai. Trương thiên ái sinh năm 1988, từng đóng các phim thanh bình nhạc vũ động càng khôn thái tử phi thăng chức ký